cập nhật quân sự mở ngày 11 tháng 6. Hằng Lâm xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin cập nhật quân sự sau đây. Ukraine tuyên bố tấn công 3 tổ hợp phòng không S-400 và S-300 của Nga ở Crimea chỉ trong một đêm. Lực lượng Ukraine đã tấn công các hệ thống tên lửa phòng không S-400 và S-300 của Nga tại một khu vực ở Crimea trong đêm, Bộ tổng tham mưu Ukraine ngày 10 tháng 6 cho biết. Tuyên bố này được đưa ra sau khi một loạt vụ nổ được báo cáo trên bán đảo vào ban đêm. Một tiểu đoàn đơn vị tên lửa phòng không S-400 đã bị tấn công gần Derjankoi và hai tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300 khác đã bị tấn công gần Moske và Zaporija. Các radar của hệ thống được cho là đã ngừng hoạt động ngay lập tức sau các cuộc không kích. Không có tên lửa nào của chúng tôi bị hệ thống phòng không có hiệu quả cao của đối phương đánh chặn, phía Ukraine cho hay. Ngoài ra, người ta còn quan sát thấy thêm nhiều vụ nổ đạn dược ở cả ba khu vực trên. Bộ thống tham mưu quân đội Ukraine không cung cấp thêm thông tin chi tiết về hậu quả của cuộc tấn công hoặc loại vũ khí nào đã được sử dụng. Hệ thống phòng không S-400 Trium, hiện đại của Nga có mức giá ước tính khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Ngày 10 tháng 6, Riba, tài khoản ủng hộ quân đội Nga với hơn 1 triệu người theo dõi trên Telegram và thường được sử dụng làm nguồn tin thay thế cho các tuyên bố chính thức của Moscow, cho biết quân đội Ukraine đêm hôm trước đã phóng ít nhất 12 tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS vào bán đảo Crimea từ tỉnh miền nam Mykolaiv. Ukraine cho biết không một khỏa tiễn nào của họ bị phía Nga đánh chặn trong cuộc tập kích. Kênh tin tức độc lập của Nga Acha nói rằng Ukraine đã khai hỏa ít nhất 10 quả ATACMS, làm hư hại hai hệ thống phòng không S-300 và 4 radar ở bán đảo. Bốn tên lửa bắn trúng Dezankoi, bốn quả khác trúng căn cứ không quân Saki nằm ở phía tây nam Jepatoria. Hai quả còn lại nhắm vào khu vực gần làng Hromove, phía tây bán đảo Crimea các tài khoản Telegram địa phương cũng cho biết đã xảy ra nhiều vụ nổ tại Crimea trong đêm 9 tháng 6, bao gồm các khu vực xung quanh Yevpatoria và Derzhankoi. Mỹ đã viện trợ cho Ukraine một số lô ATACMS từ giai đoạn đầu của cuộc chiến. Ban đầu, Washington chỉ cung cấp cho Kyiv phiên bản ATACMS có tầm bắn 165 km. Tuy nhiên, đến tháng 3 năm nay, Mỹ đã bí mật chuyển giao cho Ukraine biến thể có tầm xa gấp đôi. Một quan chức Mỹ nói rằng, việc này sẽ giúp cho Ukraine tập kích Crimea hiệu quả hơn. Quân đội Ukraine được cho là đã tấn công bến phà ở Kết bị chiếm đóng bằng tên lửa ATACMS tầm xa do Hoa Kỳ cung cấp vào đêm ngày 30 tháng 5. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, hai phà của Nga đã bị hư hại đáng kể. Tên báo quân sự Ukraine sẽ đưa tin, bốn bệ phóng S-400 đã bị phá hủy vào giữa tháng 4 cùng với các thiết bị khác trong một cuộc tấn công vào một sân bay quân sự của Nga ở Crimea. Tàu chống ngầm cỡ lớn của Nga bốc cháy ở biển Barents Ukraine cho biết. Tàu chống ngầm đô đốc Lepchenko của Nga bốc cháy ở biển Bahrain sau khi một động cơ bị trục chặt và bốc cháy. Ông Dmitry Pletenchuk, người phát ngôn lực lượng phòng vệ miền Nam thuộc Lữ đoàn vũ trang Ukraine, cho biết vào ngày 10 tháng 6. Trong một bài đăng trên Facebook, ông Pletenchuk cho biết, con tàu với hàng trăm thủy thủ đoàn đang trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Ông Pletenchuk cho biết nguyên nhân hỏa hoạn là do lệnh trừng phạt vì xâm lược Ukraine. Điều này có nghĩa là hải quân Nga không thể tự bảo dưỡng các động cơ được sản xuất tại Mykolaiv. Nhiều tàu hải quân thời Liên Xô của Nga được đóng vào bảo dưỡng tại thành phố cảng Mykolaiv của Ukraine. Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, hầu hết các tàu của Moscow bốc cháy đều ở Biển Đen, thường là sau khi bị UAV hoặc tên lửa của hải quân Ukraine tấn công. Theo quân đội Ukraine, tính đến tháng 12 năm 2023, khoảng 30% hạm đội biển đen của Nga đã bị phá hủy. Theo báo cáo, lực lượng Ukraine đã làm tê liệt Rostov-on-Don, một trong 6 tàu ngầm có khả năng mang tên lửa tại Sevastopol vào tháng 9 năm 2023. Gần đây, USV Magura V5 của Ukraine đã tấn công 4 tàu tuần tra của Nga thuộc mẫu KS-701 Tunet tại Crimea vào ngày 30 tháng 5, tình báo quân sự Ukraine cho biết. Có thông tin rằng hai trong số những tàu này đã bị phá hủy và hai tàu khác bị hư hại. Ukraine bắn hạ Su-25 của Nga ở Pokrov Lực lượng phòng thủ Ukraine đã bắn rơi máy bay quân sự Su-25 của Nga theo hướng Pokrov, nơi vẫn là điểm nóng nhất trên chiến tuyến. Theo lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã 21 lần cố gắng xuyên thủng đội hình chiến đấu của quân phòng thủ Ukraine. 19 cuộc tấn công của đối phương đã bị đẩy lùi. Các lực lượng phòng thủ Ukraine đang cố gắng tiêu diệt và ngăn chặn quân Nga. Theo kỳ íp, 198 lính Nga đã thiệt mạng và bị thương trong ngày. Một cường kích Su-25, một xe tăng, một xe chiến đấu bọc thép, một khẩu pháo và bốn ô tô đã bị phá hủy. Nga tuyên bố kiểm soát Staromyoske ở miền đông Ukraine, Kyiv bác bỏ. Bộ Quốc phòng Nga ngày 10 tháng 6 tuyên bố, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Staromyoske ở vùng Donetsk phía đông Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng Kyiv phủ nhận thông tin này trong một báo cáo được công bố vào cuối ngày 10 tháng 6. Báo cáo cho biết, lực lượng Nga đã cố gắng tiến về phía trước gần Staromyoske và một ngôi làng gần đó, Vodian, nhưng không thành công. Kiev tuyên bố lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn kiểm soát tình hình. Deep State, một blog chiến tranh nổi tiếng của Ukraine, cho biết rằng quân đội Nga đã đạt được bước tiến xung quanh Staromyoske. Nga đã giành được lợi thế ở khu vực Danet, một trọng tâm dọc theo tiền tuyến dài 1.000 km kể từ khi chiếm được thị trấn quan trọng Avdiivka vào tháng 2 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Cũng ở Staromoyoske, những hình ảnh mà dự án nguồn mở Oryx công bố cho thấy xuất hiện thêm một nghĩa địa thiết giáp Nga ở khu vực này. Minh chứng cho những cuộc công hãm tăng khốc của quân đội Nga, cũng như chiến thuật chiến tranh biển người của Moscow chưa từng thay đổi, bất chấp tổn thất cao lên tới hơn 500.000 người và gần 8.000 xe tăng từ đầu cuộc chiến. Thành thật mà nói, điều này là vô nghĩa và không mang lại cho họ bất cứ điều gì. Quân đội Ukraine lưu ý về các trận chiến gần Staromyoske. Lực lượng nga cũng đang tiến gần đến tuyến phòng thủ chính của ukraine tại thị trấn chasipja, tỉnh donetsk, nhưng vẫn chưa vượt qua được, theo người phát ngôn nazar volosin của nhóm tác chiến chiến lược khutisia của ukraine. Cuộc giao tranh trong khu vực này đã kéo dài nhiều tháng. Quân đội nga đã sử dụng các cuộc tấn công trực diện làm chiến thuật chính của họ. Ông volosin nói với liga rằng. Các video đã xuất hiện cho thấy quân đội Nga di chuyển qua đóng đổ nát của các tòa nhà trong khu vực Kanan của Chasipya, nằm ở phía đông kênh đào Seversky, Donetsk, Donbass, cũng là tuyến phòng thủ chính của Ukraine tại thị trấn. Ông Volosin nói rằng Nga vẫn chưa vượt qua tuyến phòng thủ này, nhưng họ đang tích cực tiến về phía đông của tiểu khu. Một số người Nga tuyên bố rằng quân đội Moscow tiến quân lên tới 500 m ở tiểu khu Kanan. Cũng có thông tin rằng giao tranh đã lan đến quận Novi theo Volosin. Các lực lượng Nga đang cố gắng tấn công gia ở những khu vực này. Họ cũng đã phát động các cuộc tấn công về phía Ivanivske, Klitschivka và Andriivka ở phía tây nam thị trấn. Ông Volosin lưu ý, quân đội Nga đã tăng cường nỗ lực nhưng không thành công. Đối phương đang tích cực tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo binh, không kích và sử dụng UAV ở ngoài ô gia Nga sử dụng tàu ngầm để tuần tra biển đen, gây nhiều tổn thất lớn của các chiến hạm mặt nước. Nga bắt đầu sử dụng tàu ngầm để tuần tra biển đen sau khi một số tàu nổi của họ bị Ukraine tấn công. Ông Dmitry Pletenchuk, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ miền Nam và Hải quân cho biết trên truyền hình quốc gia vào ngày 10 tháng 6. Nga đã thiết lập thông lệ sử dụng luân phiên các tàu ngầm này vào buổi sáng. Ở khu vực Biển Đen và Biển Azov, họ có 4 tàu ngầm, trong đó có 3 tàu mang tên lửa hành trình, 2 tàu ngầm định kỳ ra khơi, ông Pletenchuk cho hay. Theo báo cáo, Nga đang cố gắng tổ chức các cuộc tập trận hải quân ở biển Azov, theo vị quan chức Kyiv, để bảo vệ các tàu khỏi các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, Nga đang xây dựng các công trình giống như xà lan. Ông Pletenchuk cho biết, hiện có 3 tàu đổ bộ của Nga và 3 tàu tên lửa nhỏ dự án Buyan M ở trong khu vực biển Azov này. Pháp chỉ có thể viện trợ cho Ukraine 6 chiến đấu cơ Mirac 2000 Trang truyền thông Pháp La Tribune cho biết, khả năng của Paris trong việc cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine bị hạn chế nghiêm trọng, vì họ chỉ có thể chuyển 6 máy bay Mirac 2000 từ phi đội hiện tại gồm 26 chiếc để duy trì một phi đội 20 máy bay. Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Emmanuel Macron hồi tuần trước thông báo về việc chuyển giao rắc 2000 cho Ukraine trong năm nay, với chương trình đào tạo phi công Ukraine tại Pháp bắt đầu từ ngày 7 tháng 6. La Tribune cho biết, sáu máy bay Mirak sẽ không đáp ứng được yêu cầu trước đó của Ukraine về 120 đến 130 chiến đấu cơ phương Tây để chống lại sức mạnh không quân của Nga. Trong khi Hà Lan và Đan Mạch đã cam kết cung cấp 61 máy bay F-16 cho Ukraine, còn Na Uy và Bỉ cam kết cung cấp thêm lần lượt là 22 và 30 máy bay. La Tribune cho rằng viện trợ bổ sung từ các quốc gia như Qatar, Hy Lạp và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, những quốc gia cũng đang vận hành MiG 2000 thế hệ năm hoặc các biến thể tiên tiến hơn, có thể rất quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của Kyiv. Trang tin tiếng Pháp nhận định rằng chuyến thăm gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Qatar có thể liên quan đến các cuộc thảo luận về việc mua 12 chiếc MiG 2000 của Doha, vì quốc gia phùng vịnh này rất muốn bán những chiếc máy bay. Tương tự như vậy, 25 chiếc MiRAC-2000 của Hy Lạp có khả năng mang tên lửa SCARP đáng gươm, được mô tả là một lựa chọn hấp dẫn, mặc dù Ấn Độ cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc mua chúng. La Tribune cũng nêu lên những lo ngại về các thỏa thuận tài chính và hậu cần cần thiết cho các đợt chuyển giao như vậy, đồng thời đặt câu hỏi về việc ai sẽ chịu các chi phí liên quan. Chúng tôi có rất ít MiRAC-2000 và việc bảo dưỡng trong điều kiện hoạt động sẽ đặt ra những thách thức rất phức tạp, theo La Tribune. Việc sửa đổi để cho phép những chiếc Mirage được viện trợ có thể mang tên lửa Storm Shadow, một khả năng mà Ukraine đang tìm kiếm, có thể khiến việc chuyển giao thêm phức tạp. Về vấn đề này, Lachibourge cho rằng Dassault Aviation, nhà sản xuất Mirage, có thể được yêu cầu các bản cập nhật phần mềm và phần cứng cần thiết, miễn là mất thời gian phù hợp với lịch trình chuyển giao cho Ukraine vào cuối năm. Theo các phương tiện truyền thông, vào tháng 3, Pháp đang cân nhắc chuyển giao khoảng 40 chiếc Mirage 2000 cho Ukraine. Tổng cộng, 9 quốc gia đang vận hành các biến thể của Mirac. Nga chuẩn bị tấn công các sân bay của NATO Điện Kremlin đã chuẩn bị tấn công các sân bay NATO có bất kỳ chiến đấu cơ F-16 nào của Ukraine được sử dụng để chống lại Nga, một thành viên của Quốc hội Nga cho biết hôm thứ Hai. Trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine đang diễn ra, căng thẳng giữa NATO và Điện Kremlin vẫn tiếp tục leo thang, khi các nhà lãnh đạo của khối quân sự ngày càng cảnh báo về xung đột trực tiếp với Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức cấp cao của nước này đã nhiều lần đe dọa leo thang hạt nhân, chống lại Kyiv và các đối tác phương Tây, kể từ khi Moscow phát động cuộc xâm lược nước láng giềng vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Ukraine sẽ nhận được chiến đấu cơ F16 từ các đồng minh phương Tây của mình bắt đầu từ mùa hè này. F16 vốn nổi tiếng với công nghệ tiên tiến, dự kiến sẽ tăng cường đáng kể khả năng trên không của Ukraine và chống lại các cuộc tấn công của Nga. Vào thứ hai, ông Andrei Zakharpolop, người đứng đầu ủy ban quốc phòng tại Hạo viện Nga, đã nói với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti rằng, nếu máy bay F16 của Ukraine được sử dụng để tấn công Nga thì các căn cứ NATO đặt chiến đấu cơ này sẽ là mục tiêu hợp pháp của điện Kremlin. Nhưng nếu chúng cất cánh từ sân bay của một quốc gia nào đó, xâm nhập không phận Ukraine, phóng tên lửa và quay trở lại đó, thì đây là mục tiêu hợp pháp, các Tapolov nói. Về việc bắn hạ, chúng tôi có thể bắn hạ bất kỳ mục tiêu nào, ở bất kỳ nơi đâu. Bình luận của ông Kaktapolov được đưa ra sau khi một sĩ quan quân đội cấp cao của Ukraine hôm thứ Hai cho biết rằng Ukraine có thể đặt một số chiến đấu cơ F-16 mà họ sắp nhận ở bên ngoài lãnh thổ để tránh các cuộc tấn công của Nga, một số lượng máy bay nhất định sẽ được cất giữ tại các căn cứ không quân an toàn bên ngoài Ukraine để chúng không bị nhắm mục tiêu ở đây. Ông Sethi Holubsov, người đứng đầu của Bộ phận Hàng không không quân Ukraine, nói với Radio Free Europe, Radio Liberty. Theo cách này, chúng tôi luôn có thể có một số lượng máy bay nhất định trong đội bay hoạt động tương ứng với số lượng phi công mà chúng tôi có. Nếu có nhiều phi công hơn, sẽ có nhiều máy bay hơn ở Ukraine. Tuy nhiên, việc kết hợp F-16 và lực lượng không quân Ukraine đi kèm với một số thách thức vì các chiến đấu cơ này cần đường băng được bảo dưỡng tốt và nhà chứa máy bay được gia cố để bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công trên mặt đất. Mặc dù không rõ có bao nhiêu căn cứ không quân Ukraine có thể đáp ứng được yêu cầu đó, nhưng ông Frank Leswick, giảng viên cấp cao về luật và nghiên cứu chiến tranh tại Đại học Portsmouth ở Anh và là cựu sĩ quan tình báo quân sự Anh, trước đây đã nói với Neil Sweet rằng, khi các máy bay phản lực đến Ukraine, chúng sẽ là một nam châm tuyệt đối đối với hệ thống phòng không và máy bay Nga. Bình luận của ông Kaktapolov nhắc lại lời cảnh báo của Tổng thống Putin vào cuối tháng 3 khi ông nói rằng các căn cứ không quân phương Tây có máy bay F-16 đang tiến hành các hoạt động chống lại Nga sẽ là mục tiêu hợp pháp. và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật quân sự trưa nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị buổi trưa vui vẻ. Còn bây giờ, Hằng Long và Quân Sự Mở xin chào và hẹn gặp lại quý vị.